Hello, xin chào tất cả anh em. Tiếp tục em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc máy massage nữa đến từ thương hiệu của Tescom. Chiếc máy này thì là chiếc máy massage Tescom, nó sử dụng bằng hơi. Con này thì ở dưới lòng này nó cũng có một cái bấm huyệt ở dưới. Đó, rất là hay. Con này thì nó sẽ bóp hơi ở hai bên, ở trên cái phần bắp. Đấy, anh em có thể thấy ở dưới này thì nó là nguồn, khi mà anh em cắm nguồn điện 100 vào thì chúng ta chuyển lắc bật lên, thì ở trên này nó sẽ có đèn và anh em sẽ giữ nhấn 3 giây. Đó thì là đèn nó sẽ sáng. Và chúng ta sẽ chọn những cái chế độ, ví dụ như ở đây thì nó có chế độ tự động này, rồi là bóp ngược xuôi, rồi là sưởi, rồi là tốc độ mạnh nhẹ. Đó. Nó có 3 chế độ mạnh nhẹ. Đấy, anh em có thể thấy đây là hơi nó sẽ đẩy ra này. Con này bóp rất là êm và rất là thích. Nói chung là dòng massage của Nhật thì con nào xài cũng sướng cả. Anh em có thể tùy chọn. Đấy, con này thì nó massage bắp ấy bằng hơi và dưới thì nó có cái lòng, nó bóp ở dưới cái lòng bàn chân ấy. Có con xoay rất là thích. Như anh em có thể thấy tất cả những cái đồ này của đều là hàng cũ của Nhật thôi, nhưng mà nó còn xài rất là ok. Đó. Thì anh em có thể thấy mình có thể tùy chỉnh các nhiệt độ, còn đâu về cái chức năng hoặc các thứ thì em cũng đã giới thiệu nhiều trên kênh rồi. Anh em nào mà yêu thích thì có thể liên hệ với em. Đây là chiếc Tescom 3000. Model xài rất là thích bóp hơi lòng bàn chân rồi là bắp chân. Đó. Anh em có thể thấy. Rồi, cảm ơn tất cả anh em nha.